Huyền Trân công chúa là con gái của vua Trần Nhân Tông. Trong thời gian chống Nguyên, Đại Việt và Chiêm đã sát cánh bên nhau, nên khi chinh chiến đã qua thì vua Chiêm bấy giờ là Chế Mân rất thân thiết và kính nể vua Đại Việt. Chế Mân thường đến Thăng Long để yết kiến hoàng triều Nhân Tông. Có lần Chế Mân được chiêm ngưỡng dung nhan công chúa Huyền Trân, lòng ước vọng ngày nào đó được cận kề bên người ngọc. Chế Mân xin đổi hai châu Ô Lý, tức là Thời Thiên Quảng Trị bây giờ, để cầu hôn. Năm 1306, Trần Anh Tông chính thức nhận sính lễ là hai châu Ô Lý để gả em gái là Huyền Trân cho quốc vương Chiêm Thành. Huyền Trân công chúa với một sắc đẹp diễm kiều khả ái đã hoàn toàn chinh phục được nhân dân Chiêm Thành khi vừa đặt bước chân vào hoàng cung Chiêm Quốc. Của hồi môn của công chúa cũng là vô giá. Ngoài một đoàn a tỳ sắc hương nồng thắm góp vào vẻ đẹp cổ kính của kinh đô Đồ Bàn, nét tươi mát tuyệt vời, còn có bao nhiêu là vật quý để trang hoàng cho hậu cung Chiêm triều. Công chúa Huyền Trân còn là gạch nối của hai nền văn hóa, trong khi những điệu múa và nhạc cổ truyền Chiêm Quốc được trình diễn tại hoàng triều Đại Việt, thì công chúa Huyền Trân cũng truyền giảng cho dân Chiêm cái tinh hoa văn hóa của bổn quốc, làm vừa lòng vương phu Chế Mân và tô điểm tình thâm giao hai nước. Nhưng thảm thương thay, Chế Mân trong một cuộc đi săn đã bị trọng thương và băng hà. Tục lệ của Chiêm Thành là hoàng hậu Tần Phi cũng phải lên giàn hỏa để chết theo vua. Để cứu em khỏi lên giàn hỏa, vua Trần Anh Tông ra lệnh cho Trần Khắc Chung lập tức đem chiến thuyền tìm phương cách đưa Huyền Trân, các A Hoàng và Thái tử Đà Gia rồi Chiêm Quốc. Đà Gia lúc đó mới có 2 tuổi, là kết tinh của mối tình tuyệt đẹp Chiêm Việt. Trần Khắc Chung lập kế xin cho Huyền Trân được ra bờ biển để làm lễ cầu hồn, rồi trong đêm tối chuyển qua thuyền chiến để Huyền Trân, A Hoàng và Thái tử vượt Trường Dương hồi cố quốc. Tinh lính Chiêm lúc đó còn tập trung tại giàn hỏa nên trở tay không kịp. Và khi binh thuyền Chiêm đuổi theo đến được bờ Đại Việt thì bị Trần Khánh Dư cản lại. Công chúa Huyền Trân sau khi được giải cứu về tu ở chùa Nôn Sơn cho đến trọn đời. Dân chúng nhớ ơn, lập đền thờ và cúng tế mỗi năm. Trong lịch sử cũng có rất nhiều công chúa tham gia vào việc mở mang bờ cõi, gìn giữ biên cương. Dưới triều Lý có rất nhiều công chúa được vua cha gả chồng là các tù trưởng, tộc trưởng là người Tày, Nùng, Thái, Mường, để các đương kim phò mã ra sức bảo vệ biên cương, đền đáp cảm tình công chúa và ân đức của nhạc phụ hoàng triều. Những công lớn do các vị quốc sắc thiên hương trong tay không một tấc thép nào, thiết tưởng kẻ hậu sinh cũng không nên quá vô tình quên lãng. Huyền Trân trong túi đời tươi thắm với bao nhiêu mộng ước
trong lòng. Quà cưới là hai châu ô ly thì quyền chân phải đành gạt lễ du quy để cho chế âm hùng dung vai nghi đưa cô lưu diệt sang trường như chiến quốc. Mềm mại không cầm.